lịch và trải nghiệm cùng với Lực và Jenny. Hôm nay thì mình sẽ giới thiệu cho các bạn một cái nơi tham quan mới nữa, đó là một cái vườn hoa gọi là Botanical Garden ở thành phố Cleveland. Thì cái vườn hoa này cũng rất là rộng lớn và có nhiều những giống hoa đẹp. Cho nên xin mời các bạn theo dõi mình hôm nay để xem cái vườn hoa này đẹp như thế nào nha. Bây giờ mình sẽ vào cửa ở đây. Cleveland Botanical Garden, hay còn được gọi là vườn bách thảo Cleveland, chúng ta có thể gọi là vườn thực vật cũng được. Thì khu vườn này được thành lập vào năm 1930 ở Cleveland. Cái vườn bách thảo Cleveland được xem như là một khu vườn lâu đời nhất trong cái khu vực của thành phố Cleveland ở đây. Nó có chiều rộng là 4 hecta, tương đương với 10 mẫu Anh, và được phân chia thành 11 khu vực khác nhau. Thì chúng ta sẽ đi vào từng khu vực để mà khám phá xem cái khu vườn này nó đẹp như thế nào. Thì trước cái cổng đi vào thì mình sẽ thấy có những cái bức tượng điêu khắc được trang trí trong cái khu vực ở trước sân như thế này. Và mỗi một bức tượng nó mang một ý nghĩa khác nhau, ý nghĩa trừu tượng. Thì mình có thể chiêm ngưỡng nó và hình dung ra được những ý nghĩa như thế nào. Thì bây giờ mình đi vào cái ngôi nhà này thì sẽ mình phải mua vé đi vào cổng. Thì cái giá vé như thế nào thì để mình sẽ tìm hiểu trên online. Bởi vì mình đã mua vé online rồi, bây giờ mình vào đây thì mình chỉ có đưa cái mã code và mình đi vào bên trong được luôn. Thì khu vực đầu tiên mình sẽ thấy có một cái hồ và có cái fountain phun nước như thế này, thì cũng tạo cho cái người tham quan một cảm giác mát mẻ với hơi nước. Bởi vì mình đến đây vào buổi trưa rất là nắng nóng. Thì hiện tại là mình đến đây thì vào mùa hè và cũng có rất là nhiều hoa đang nở đây. Và mình sẽ khám phá từng khu vực khác nhau. Thì trong đây sẽ có 11 khu vực và mỗi khu vực là một chủ đề riêng. Và để không phải là mình sẽ đi hết tất cả những chủ đề, mà mình sẽ khám phá vào những khu vực nào mà hiện tại đang có cảnh đẹp mình sẽ đi tới. Thì nơi đây sẽ có cái vườn hoa hồng nè, khu vực vườn cổ tích dành cho thiếu nhi, hoặc là một cái nhà kính rộng lớn và bên trong sẽ có những cái cây cảnh trang trí riêng cho từng khu vực. Đang đi vào khu vực này đã gọi là Children Garden, hay còn gọi là một cái khu vườn cổ tích dành cho trẻ em. Thì khi mà bước vào khu vực này thì các bạn sẽ thấy như là một cái câu chuyện cổ tích hiện ra trước mắt. Bởi vì trong này sẽ có một cái tree house hay là những cái cây mà kỳ diệu, thì các bé có thể dán những cái điều ước của mình lên cái cây đó và có thể là mong ước cái ước muốn như thế nào sẽ thành hiện thực.
và còn rất là nhiều những cái cảnh cổ tích khác mà mình có thể quan sát và rất là thích thú cho các bé thiếu nhi ở trong khu vực này. Khu vực này các bạn sẽ thấy có một cái cánh cửa thần kỳ, giống như là khi mình đọc các chuyện cổ tích thì mình sẽ thấy có một cánh cửa, và khi mà mình mở cánh cửa đó thì mình sẽ bước vào một thế giới mới. Thì ở đây cũng vậy, khi mà các bé mà đụng vào cánh cửa này thì sẽ phát ra một cái âm thanh bí ẩn, giống như là bên trong cánh cửa này sẽ có một cái nhân vật bí ẩn nào đó đang trú ngụ trong cái cánh cửa này. Được xem như là khu vực của khu vườn Nhật Bản. Thì bước vào khu vực này thì các bạn sẽ thấy những khung cảnh của một nước Nhật Bản trong một khu vườn Nhật Bản hiện ra rất là xanh mát, và có nhiều những cái tiểu cảnh hay là những cái loại thực vật mà có nguồn gốc từ Nhật Bản được trồng và trang trí ở trong khu vực này.
khu vực này gọi là cái Smith Glass House, hay còn gọi là cái gian nhà kính, gian nhà làm bằng kính của Smith. Thì khi đi vào khu vực này thì mình sẽ thấy như là mình bước vào một cái khu vực cổ tích khác, và người ta sẽ trang trí như là một cái không gian của sa mạc Madagascar, hay là một cái vùng sương mù của cái đất nước Costa Rica. Thì bên trong này thì mình sẽ thấy có những bươm bướm nè, những cái thác nước hay là những cái hồ, và cảm giác rất là mát mẻ. Bên trong này cũng có nhiều trò chơi cho nhiều trẻ em thích thú và khám phá. Có một cái cây cổ thụ rất là lớn, và các bé có thể chạy xuyên qua cái cây cổ thụ này, và có nhiều điều thích thú dành cho trẻ em lắm. Vào khu vực này thì mình như là khám phá ra một thế giới khác. Thì trong khu vực này mình sẽ thấy như là một cái khu lịch sử của châu Âu, và có rất là nhiều cây xanh bóng mát, những cái cây cổ thụ rất là to lớn và rất là mát mẻ. Thì cái vườn bách thảo Leveland này là cung cấp một cái ốc đảo tự nhiên nằm trong khu rừng bê tông. Thì khu vườn bách thảo này thì được thành lập vào năm 1930, mà nơi này là một cái khu vườn ngoài trời rộng 10 hecta và có một cái nhà kính rộng 18.000 m², như mình đã giới thiệu với các bạn ban nãy. Thì mọi người có thể dành cả ngày để mà đi dạo qua 11 khu vườn khác nhau ở trong khu vực này, chẳng hạn như là vườn Nhật Bản nè, vườn tạo cảm hứng và của cái nền văn hóa của người Nhật Bản. Thì bên cạnh đó thì cũng có những cái khu vực khác, như là một cái nhà kính, một cái khu vực trò chơi trẻ em, một cái khu vườn cổ tích dành cho thiếu nhi. Thì rất là đa dạng và đẹp mắt. Đặc biệt là vào nơi đây thì mình cảm giác rất là không khí rất là thoáng mát và nhẹ nhàng, rất là thích hợp cho các bạn trốn khỏi những cái nắng oi bức của mùa hè để mà vào nơi này để đi dạo ngắm cảnh và thư thả trong một cái ngày cuối tuần rất là đẹp mắt. Mình vừa đi hết một vòng trong cái vườn hoa Botanical Garden này rồi các bạn. Thì hy vọng là các bạn có thích video của mình hôm nay ở đây. Và mình sẽ tạm biệt các bạn ở đây. Hẹn gặp lại các bạn vào những video tiếp theo.
Nếu các bạn có thích thì hãy vui lòng nhấn like và chia sẻ. Vui lòng hãy nhấn vào cái đăng ký và nhấn về cái chuông để đón nhận những video mới tiếp theo của mình. Bye bye các bạn, hẹn gặp lại vào những video tiếp theo.